xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói việt nam Các bạn thân mến, qua những trang tiếp theo tiểu thuyết từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, nhà văn Nguyễn Một khắc họa cuộc sống và tâm trạng của nhân vật Sơn sau khi thi rớt tú tài. Anh buộc phải lánh mặt trên tầng áp mái ngôi nhà của gia đình ông Duy, bà Thu, cha mẹ của Diễm, hòng trốn quân dịch. Cũng từ đây, tác phẩm hé lộ gia cảnh của ông Duy. Hai tâm, con trai lớn của ông, tham gia quân lực Việt Nam Cộng Hòa còn người em trai thì được gửi qua Mỹ ăn học. Diễm, cô là cháu gái duy nhất của dòng họ, xinh đẹp, ngoan hiền, đúng kiểu tiểu thư con nhà danh giá. Cụ thể mối thâm tình nào khiến Sơn được gia đình ông Duy quan tâm bao bọc? Mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết từ giờ thứ sáu đến giờ thứ 9 của nhà văn Nguyễn Một, tác phẩm được trao giải thưởng văn xuôi của Hội Nhà văn Việt Nam năm vừa qua. Khi bà Thu sinh đứa con thứ hai ở thời điểm vua Bảo Đại bị phế chuất, Thủ tướng Ngô Đình Diệm đổi tên thành Quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Cha chồng của bà bỏ tiền ra chạy vị trí quân nhân không phải ra chiến trường cho con trai và mua một biệt thự ở thị xã Thủ Biên này cho hai vợ chồng bà. Đứa con gái sinh ra ngay trong biệt thự bên sông này và được ông đội đặt tên trần vĩnh thụy diễm dùng tên vua để lót cho cháu ông không chỉ vì yêu quý vua mà ông còn mong muốn cháu ông có tương lai như một bà hoàng và ghi dấu ấn của lịch sử khi đứa cháu gái mà ông rất mực yêu quý vừa tròn con giáp đầu tiên trong đời Ông lặn lội từ quê vô để làm cho cháu lễ cúng căn rất lớn Để tạ ơn các bà mụ đã có công nhào nặn ra đứa cháu gái đầu tiên của dòng họ Giúp bé vượt qua những căn nợ của 12 năm đầu đời Khi hoàn thành chuyện cúng căn cho cháu Trở về quê được một năm thì đêm giao thừa nổ ra trận đánh lớn Cả miền Nam tràn ngập quân Bắc Việt quân du kích bắt hai vợ chồng ông bà quản trạm vào rừng học tập vì tội phản cách mạng và chỉ điểm cho giặc sau tết lính mỹ và lính cộng hòa phản công hai ông bà mất tích trên đường chạy trốn khỏi nơi giam giữ nghe những người trốn thoát kể lại lúc đó đánh nhau dữ dội quân mỹ dùng cả bom và pháo hạng nặng quân miền bắc vừa chống trả vừa rút lui những người bị bắt thì nhân dịp bỏ chạy tán loạn ai sống được thì sống ông điền lùng sục hết cả cánh rừng không tìm thấy xác của hai ông bà đâu cả mãi sau ba ngày tìm kiếm tận chân núi chúa nơi có quả bom trúng ngay đám người chạy trốn xương thịt áo quần vẫn còn vung vãi khắp nơi bầy kền kền và chó rừng xúm lại ăn thịt người chết ông Điền mới nhặt được mảnh cổ áo dài vương vài màu thịt đã bốc mùi. Ông Hòa khóc nhận ra, trên cổ áo vẫn còn dính lại sâu chuỗi có cây thánh giá bằng bạc mà mẹ nuôi dùng để đọc kinh mân coi. Đây là một vật bất ly thân của bà từ khi còn con gái. Cha mẹ của bà Thu cũng chết thảm trong trận mậu thân ở Huế Ngôi nhà xinh xắn của cha mẹ ở Hương Trà bị pháo kích khi cha mẹ của bà đang áo dài khăn đóng cúng giao thừa. Chỉ trong một cái Tết, hai vợ chồng bà phải đội tang của tứ thân phụ mẫu. Nhớ câu chuyện, bà Thu rưng rưng nước mắt. Ahem. Bà Thu giật mình khi ông Duy hắng giọng, đưa khăn tay chậm dòng lệ tràn bờ mi bà ngước nhìn chồng nghe ông kể tiếp câu chuyện. Ngày đó, cha anh là một người giàu có, tài sản mấy chục mẫu đất và đàn trâu hàng trăm con. Nhà anh trải qua các đời đều đúng mỗi cây sót một trái. Ông nội anh con trai một, cha anh sanh được ba người con trai thì mất hai anh từ lúc chưa kịp thôi nôi. Và anh thành con trai một. May đến đời anh có hai đứa con trai mà anh cũng chỉ coi như có một mà thôi bà thu buồn rầu trách ông con nó đang ở nơi mũi tên hòn đạn sao anh nói như thế ông tư duy nhìn bà với ánh mắt hối lỗi rồi kể tiếp hồi nhỏ trần viết điền mồ côi cha mẹ giữ trâu cho nhà anh nhưng chơi với anh thân thiết và xem nhau như anh em ruột Trần Viết Điền tên thật là Trần Duộng. Cha của cậu ấy đặt tên con là Duộng và bỏ chữ lót của tộc Trần Viết. Cha cậu ấy mơ ước có ruộng để cày, nhưng mãi đến khi bị bắn chết, người cha ấy vẫn chưa có được tất đất cắm rùi. Cha anh thương cậu ấy lắm, nhất là sau vụ cậu ấy cứu anh thoát chết. Khi làm giấy tờ để cho ruộng đi học cùng anh, cha anh đã đề nghị đổi tiên cho cậu ấy thành trần viết điền để nghe cho có chữ nghĩa một chút mà em chưa nghe anh kể chuyện này bà thu tròn mắt ông duy nhìn vợ thay cho câu trả lời và kể tiếp câu chuyện trần viết điền dạy anh câu cá bắt dế cọng anh qua suối vào rừng bẫy chim một hôm anh đòi cỡi trâu cậu ấy chiều anh cho lên lưng con thiết vốn hiền lành và lại là con đầu đàn bộ lông của nó đen mướt mà mỗi chiều về anh thấy như là nó màu xanh vậy điền thường cưỡi con trâu này và đối xử với nó rất dịu dàng chăm chút khi lên lưng trâu anh tưởng tượng mình đang cưỡi ngựa nên thúc hai gót chân vào bụng nó y như trong phim của mỹ mà có lần cha anh dẫn ra đà nẵng xem Ôi, ai rè, đó là điều tối kỵ với châu. Nhận ra cách cưỡi không phải của chủ, con thiết lồng lên và lao đi. Anh hốt hoảng bám chặt lấy cổ nó. Càng bám, con thiết lại càng tức giận. Lúc đó, điền lao đến, túm chặt đuôi châu hò hét cho nó đứng lại. Con thiết cứ thế lôi điền qua hết cả một phần ba cánh đồng mẫu lớn. Lát sau, con trâu mệt nhoài chậm lại, anh liêu mình nhảy xuống ruộng. Người của Điền bầm dập, bê bết máu. Vậy mà cậu ấy gượng dậy ôm anh khóc ròng. Đấy, từ ngày đó, cha anh không nói ra nhưng coi cậu ấy như con. Khi tụi anh lớn, cha anh cưới vợ cho cậu ấy, một cô gái người chăm và cũng là người làm công cho nhà anh cha anh chia cho họ ruộng và trâu nhiều hơn những người làm công khác. Bà Thu lặng người tưởng tượng về tuổi thơ và làng quê của chồng mình. Nhớ đám tang cha mẹ chồng bà. Nhớ cậu con nuôi Trần Viết Điền tổ chức lễ tang với hai chiếc quan tài chứa hai bộ hài cốt đan bằng cây dâu tằm. Bộ hài cốt của cha ông điền khoác áo dài khăn đóng mà cha chồng bà hay vận mỗi khi có việc làng bộ hài cốt của mẹ thì ông điền cũng mặc cho bà áo dài và khoác chuỗi ngọc trai có cây thánh giá mà ông tìm được trong rừng đám tang không có thi hài của cha mẹ bà con đến thắp hương một cách thành kính như là ông bà vẫn đang nằm ở bên trong hai vợ chồng bà thu về chỉ kịp thắp hương cho cha mọi chuyện mồ mả đều nhờ ông điền lo từ đó đến nay đã gần một năm hai vợ chồng bà chưa trở lại quê ông duy cũng không muốn trở lại mảnh đất đầy đau buồn ấy ông tư duy trầm giọng kể tiếp học xong tiểu học cha cho anh ra huế trọ học điền nghỉ học ở nhà làm ruộng ông ấy quán xuyến tất cả ruộng nương châu bò nhà anh và cả ruộng vườn của ông ấy đậu tú tài anh chọn binh nghiệp tham gia quân đội quốc gia việt nam của quốc trưởng bảo đại vì anh thấy thời chiến thì những người có súng chính là những người quyền lực nhất đó là quãng thời gian anh đóng quân ở huế và gặp em không muốn anh ra trận vì khi ông ngô đình diệm thành lập quân đội tách ra khỏi liên hiệp pháp để nhận viện trợ của người mỹ giết tướng trịnh minh thế hủy bỏ tổng tuyển cử cha của anh một người từng đi lính cho pháp biết chắc là sẽ có đánh nhau mà đánh lớn nữa nhân thời điểm nền đệ nhất cộng hòa mới thành lập còn tranh tối tranh sáng cha anh quyết định bán gần hết gia sản để chạy cho anh vào vị trí sĩ quan quân tiếp vụ đưa anh vào miền nam và mua cho anh cơ ngơi này đây sau khi cha mất, chú Điền lo mọi thứ và chăm sóc bồ mà ông bà dòng họ thay anh. Dạ, việc này thì em biết. Bà Thu dịu dàng tiếp lời chồng. Ông ấy có năm người con trai, đã tham gia cuộc chiến hết bốn. Còn cậu bé Trần Viết Sơn là con trai út, ông ấy nhất quyết phải giữ lại. Ông ấy đã viết thư nhờ anh nuôi cậu ấy ăn học ân tình của anh và ông ấy rất lớn nên anh nhận lời không phải suy nghĩ nhiều vài hôm nữa chú thượng sĩ lê lý sẽ đưa cậu ấy vào nên anh báo cho em và con biết trước bà thu âu yếm nhìn chồng em sẽ coi cậu ấy như con anh đừng lo sơn đã bước vào nhà diễm để trọ học trong tình sâu nghĩa nặng của các bậc phụ huynh nhà diễm nằm giữa khu vườn khá rộng cổng hàng rào và cả ngôi nhà sơn màu tím nhạt trên cổng là giàn hoa sử quân tử màu trắng lẫn hồng tỏa hương thơm ngào ngạt quanh năm mỗi độ xuân về mùi hương sử quân tử cùng với các mùi thơm thoang thoảng của giàn phong lan mẹ diễm chồng quanh đài đức mẹ tạo nên không gian thanh thoát và hòa bình giữa không khí chiến tranh buồn thảm trên các đường phố mỗi chiều sơn thường gấp sách để từ căn gác của mình nhìn về tượng đức mẹ nơi diễm và mẹ nàng đang cầu nguyện bức tượng đức mẹ nhìn về phía dòng sông có đôi mắt buồn thăm thẳm bức tượng bằng đá non nước ngũ hành sơn mà ông tư duy đã nhờ thượng sĩ lê lý đặt thợ làm từ đà nẵng mang vào khi ngôi biệt thự còn chưa kịp xây xong mỗi khi diễm quay lại sơn thường hay giật mình không phải sợ diễm bắt gặp anh nhìn trộm mà vì lúc ấy ngay lúc ấy anh chợt thấy gương mặt của diễm sáng bừng giống gương mặt đức mẹ đồng trinh như tạc dù học cùng lớp nhưng khi ở nhà diễm luôn miệng gọi sơn bằng anh có lẽ do anh lớn hơn diễm một tuổi cùng màu da cháy nắng làm anh già dặn hơn so với bạn bè cùng lứa những bầu chuyện về quãng đời nhọc nhằn của anh trên cánh đồng khô cằn sỏi đá miền Trung không ngờ lại hấp dẫn được Diễm. Anh kể cho Diễm nghe về tuổi thơ của mình, về đồi núi chập trùng cùng với màu tím banh bang của hoa sim hoa mua. Những bụi tre kẽo kẹt dây dứt dưới những cơn gió nồm và mùi hương quyến rũ của hoa rủ rẻ rục rã tuổi thơ trốn ngủ trưa đi lùng sụp các bụi bờ cỏ dại những dòng sông trong vắt chảy giữa đôi bờ cát trắng loá dưới cái nắng mùa hè gay gắt những chuyện thật thà của anh khiến cô bé tròn xoe đôi mắt diễm luôn mơ ước được sống ở những nơi như thế được sống những tháng ngày tuổi thơ như thế anh cười thầm đúng là dại dột miền trung chỉ nghe kể hoặc tình cờ đi qua thấy thật thơ mộng như khi sống ở đó mới thấm thiên nỗi cơ cực ngàn đời của những người dân. Rất sớm, 15 tuổi, trên đường đi vào miền Nam, anh đã kịp nhận ra lẽ công bằng của tạo hóa. Quê hương ở chỗ nào đẹp thì nghèo, thiên tai liên tục. Trong miền Nam không đẹp, nhưng đất đai chủ phú, cây trái sum xuê, rau tốt ngầm ngợp. Nhưng bù lại, ngọn rau miền nam không đậm đà những cọng hành cọng ngò rất lớn nhưng ăn lại ít thơm anh giảng giải chuyện này cho diễm nghe cô bé che miệng cười rồi mắng yêu anh thôi đi ông cụ non anh yêu diễm từ lúc nào nhỉ anh không khẳng định được nhưng nhớ từ năm đầu tiên của đệ nhị cấp Diễm theo gia đình đi nghỉ mát ở Đà Lạt ba ngày. Anh đã quay quắt. Anh ra vườn bưởi sau nhà, nơi anh hái hoa bưởi để Diễm nấu nước gội đầu, thơ thần hết gốc này lại đến gốc bưởi kia. Nhờ mùi hoa bưởi giúp, vơi đi nỗi nhớ phần nào. Có lần anh bị cảm, uống thuốc tây mãi không hết. Anh kể, ở quê anh bệnh thế này chỉ cần sông là hết, cách chữa bệnh hiệu quả lại rẻ tiền diễm lẳng lặng ra vườn hái lá nấu cho anh nồi sông diễm đã bỏ vào trong nồi thật nhiều hoa bưởi anh chùm chăn kín mít để cơ thể ngập trong mùi thơm của lá cây hoa bưởi khi tung chăn lau khô mồ hôi người anh nhẹ nhõm diễm cười rạng rỡ ba năm học trôi qua nhanh Mối tình của anh đối với Diễm cũng lớn dần theo năm tháng. Rớt tú tài, anh phải chui lên gác để trốn quân dịch. Những đêm nằm nghe mưa rơi, anh nhớ quê ra diết, nhớ những cơn mưa ướt đẫm tuổi thơ nhọc nhằn của anh. Những tháng ngày chăn trâu cắt cỏ ấy xa rồi. Thực ra thì chưa xa lắm, chỉ chừng ba năm thôi nhưng cuộc sống tù túng trong thời chiến đã làm cho thời gian dài ra vô tận anh biết diễm có nhiều người đeo đuổi ai cũng tài hoa hơn anh như hoàng thi sĩ với những vần thơ thấm đẫm nỗi buồn của tình yêu và quê hương hay thành chàng trung úy phi công người cao giáo đẹp trai và cả hùng hippie một người rất thời thượng nên Sơn chỉ thầm thương trộm nhớ. Sơn đi vào một đêm mưa lất phất. Trước khi theo cha lên đường, anh dành thời gian ra chuồng trâu áp má để con xe thẻ cái lưỡi ấm áp liếm lên gương mặt đen sạm của anh. Con cò chuồng kế bên mang cái bụng chửa to hơn cái trống làng, đang cắm cúi nhai sơm không để ý sự có mặt của Sơn. Chia tay con xe, sơn bước qua ve vuốt cái bụng chửa của con cò lúc này cò mới nghiêng đầu cho sơn cọ má cò là con trâu cái màu trắng từ lúc mới chào đời đã tỏ ra hiền dịu nữ tính cò là con của mẹ xanh cha pháo xanh là con trâu cái có bộ lông mượt mà mỗi khi đi dưới nắng ánh lên màu xanh pháo là con trâu có bộ lông trắng như cụm mây trên mặt đất đây là hai con trâu mà ông nội chạm làm quà cho Sơn trong lễ cúng căn năm Sơn tròn 12 tuổi. Ngoài ra, cha anh còn gầy dựng bảy trâu 10 con. Nhưng tháng trước đã bán hết năm con chỉ còn lại một con trâu đực là con xe và bốn con trâu cái là con cò, con xanh, con sản, con tằm tính khí và nết ăn nết cày của từng con trâu, Sơn hiểu như hiểu những người bạn của mình. Nhưng Sơn yêu nhất là con cò, vì nó là con của con pháo. Câu chuyện con trâu trắng bay trên bầu trời xanh, in đậm trong ký ức của Sơn, là câu chuyện mà Sơn đã kể cho người con gái thành phố mà anh yêu. Đó là mối tình đau đớn. Tất nhiên, ngay lúc chia tay những con trâu, Sơn cũng không biết số phận của mình sau này thế nào và tình yêu thì ra sao. Cậu con trai tuổi 15 chẳng thể nào biết được tương lai của mình, nhất là tương lai của con người trong thời chiến tranh. Đang bịn dịn ở chuồng châu thì Sơn nghe mẹ gọi. Sơn ơi, vào lót dạ rồi đi với cha nè con. Sơn vào, lùa vội chén cơm với muối cá rô bí, món khoái khẩu của Sơn dưới bầu mật cật nhiều cá rô bí. Quê Sơn ít người ăn vì nhiều xương. Mẹ Sơn xúc về băm nhuyễn, rang với giềng xả để dành ăn với cơm hoặc là chấm khoai luộc. Món ăn mà sau này Sơn hứa sẽ làm cho người yêu thưởng thức. Nhưng mãi mãi Sơn không có cơ hội thực hiện lời hứa đó. Ông ruộng, vân điếu thuốc lá cẩm lệ to như ngón chân cái quẹt xanh xanh kiếp bật lửa xài dầu hôi để đốt hút một hơi dài xong ông mới nói thủng thỉnh nhưng rất rõ ràng với thằng con trai út mày phải vào miền nam trọ học để sau này còn mở mày mở mặt với người ta không học hành đến nơi đến trốn ấy, thì đời mày chẳng khác gì cái đời khốn nạn của tao suốt đời chỉ biết bám đít con trâu. Mấy đêm trước, anh hai của Sơn về. Hai cha con lúc đầu rì rằm, nhưng sau càng nói càng to tiếng. Sơn đã lén nghe cuộc đối thoại của hai người. Cha cho nó theo anh em đi cha. Nó học xong lớp 9 rồi, quê mình đâu còn trường nào dạy cao hơn cho nó học đâu. Chẳng lẽ cứ bắt nó giữ châu hoài vậy sao? tôi á tôi cho nó về thành phố học tiếp học chi nhiều cha miền nam đang cần giải phóng khỏi ách đô hộ của giặc mỹ mà không được nhà chỉ còn có mình nó các anh đi cả rồi trước ấy chỉ vì nhà mình nghèo quá buộc tôi đã phải cho các anh nghỉ học quá sớm để giờ các anh cầm súng bắn lẫn nhau anh anh đừng cản có phải bán trâu bán ruộng, tôi cũng cho thằng Sơn đi. Nó đi, đi đâu được mà đi hả? À? Đi về thành phố, nơi bọn Mỹ ngụy chiếm đóng á. Nó sẽ bị bắt lính, phải cầm súng chống lại đồng bào của mình, nó sẽ chết. À, vậy nó ở đây theo các anh thì nó sống sao? À, mới hôm qua, bên phe các anh có thằng chiêu hồi, dẫn lính đi khui hầm bí mật phe anh không chịu đầu hàng bị ném lựu đạn cay bị xả súng bắn chết khiêng về để ở sân đình ấy chồng mà phát sợ à, chúng nó rất tàn ác không thể để thằng út theo chúng nó được ạ còn cái thằng chiêu hồi phản bội ấy nó sẽ phải trả giá thằng sơn sẽ không theo mỹ cũng không theo các anh nó không theo ai cả anh để nó lại lo hương hỏa cho chúng tôi. Thôi, anh đi đi, đừng lôi thôi nữa. Sáng hôm sau, trong lúc Sơn đang mở cửa chuồng trâu, cha dậy ra cái ảng búc ráo nước xúc miệng kêu ỏng ọc, nhổ tẹt vào góc sân và nói với anh. Mày để trâu đó vào nhà dọn dẹp áo quần, tối nay đi theo tao. Đêm ấy, đom đóm lập lòe, bờ ruộng trơn trợt bấp mô, Sơn bám theo cái dáng cao gầy khắc khổ của người cha. Năm ấy, Sơn 15 tuổi. Sáng nay cha nói với mẹ. Đài nói đang tổng động viên người từ 17 đến 45 đó, càng lắm. vùng một chiến thuật thua nặng, quân chính quy Bắc Việt về làm thịt gọn cả sư đoàn 3 bộ binh ngoài Quảng Trị chiến tranh ác liệt lắm theo đằng nào cũng dễ chết như chơi nhà mình thằng hai thằng bốn nhảy núi thằng ba thằng năm đi lính cộng hòa bốn thằng ấy kể như chết chỉ còn mỗi thằng út này thôi dáng giữ đó để sau này mồ mả của tôi và bà đỡ quạnh hiu có ban châu cũng dáng cho nó học hết tú tài đường dài đêm dài bóng tối hun hút và âm u trước mặt những con cá mắc câu quẫy đành đạch dưới ruộng sơn sẽ nhớ lắm hương vị cá lóc thui rơm ba ơi hồi chiều con cắm mấy chục cần câu ở ruộng bà tư mía mai bà nhớ rỡ nha ba ờ nghe tiếng con cá quẫy ông ruộng khẽ rùng mình nhớ tiếng con cá quẫy đêm bồng tám tháng tám năm đinh hợi đêm đó khi ôm con gà theo cha mẹ xuống chợ trương dương ông cũng nghe thấy tiếng quẫy tuyệt vọng của con cá trầu mắc câu và buổi sáng hôm ấy một buổi sáng kinh hoàng nhất của đời ông cho đến lúc này con cỏ sắp sinh rồi bà nhớ đưa vô bầu cấm lớn cho nó ăn cỏ mật nè ông lầm lũi đi và trả lời anh bằng những câu ở ừ hữu vô cảm như vậy. Đời ông trải qua bao thăng trầm biến cố lịch sử. Khổ ải, trai sạn, ông chẳng tin ai, chỉ tin vào đôi tay của mình. Đêm, anh hai lẻn về thuyết phục ông. Cha có tin rằng ngày chiến thắng sẽ gần kề rồi không? ông chậm chậm vẫn nếu thuốc lá cẩm lệ to bằng ngón chân cái, đưa lên miệng dùng lưỡi vê tròn, bật quẹt đá dầu hôi, nó kêu lên sành sạch. Cái bật lửa đánh xoạch, văng biếng đá lửa cuối cùng, cái lò xo so vướng vào bánh xe quẹt. Ông lầm bầm cái gì đó trong miệng, rồi cầm cây dựa dưới chân lên. Chở cán dựa rút ra thanh trúc nhỏ như chiếc đũa, cẩn trọng mở nút, lấy ra viên đá lửa bỏ vào hộp quẹt rồi cẩn trọng đút thanh trúc vào lại cán rửa đây là bớ đá lửa ông giấu để mang vào rừng cho mấy ổng du kích ở trong rừng du kích luôn thiếu muối đá lửa vải ca ki thuốc ký ninh nên ở quê người dân hay giấu các thứ này mang vào rừng bán lại ngoài chuyện được trả tiền một vốn bốn lời họ còn được ghi nhận là có công với cách mạng. Đàn ông thì giấu trong cán cuốc cán dựa hoặc bọc kỹ giấy nhựa rồi nhét trong đít con trâu để qua mặt lính địa phương. Đàn bà thì giấu trong bụng trong búi tóc. Xoạch, xoạch. Cái bật xòe ánh lửa đỏ khét lẹt mùi dầu hôi. Châm điếu thuốc, nhà làn khói mù mịt lên trần nhà. Ông mơi thong thả trả lời tin chứ? Các anh giỏi như thế, không thắng mới lạ. Ngày ấy, chúng ta sẽ đỡ khổ. Cái ăn cái mặc khỏi phải lo, mọi người sẽ được sung sướng. Ông nhìn con trai qua làn khói thuốc. Các anh đừng ảo tưởng, thời nào cũng phải lo cái ăn cái mặc. Hết chiến tranh, cái sướng nhất là không có ai chết vì bom đạn. Chứ tôi từng này tuổi đầu anh đừng hòng lè tôi. Chê độ nào tôi cũng sống qua rồi. Nhớ cái hồi 9 năm, nhà bên ngoài anh có con gà làm thịt phải giấu trong cối đá, để mâm cơm ở trên, lấm lét nhìn trước ngó sau mới xịt mâm cơm gắp một miếng. Chưa kịp nuốt, họ xuất hiện, họ bắt cha vợ tôi, tức ông ngoại của anh gia đình thì quỳ cả buổi đó. Mẹ anh khóc hết nước mắt, may mà trong này chưa kịp cải cách ruộng đất như ngoài kia chứ không ông ngoại anh ông nội nuôi của anh cũng tiêu tán đường rồi tôi tôi làm sao mà quên được cảnh ấy cái cảnh mà mẹ anh khóc rũ khóc rũ ấy đó là của mình làm ra còn chưa được ăn chứ nói chi cha cha cứ đói hoài chuyện hồi đó sai Chính phủ đã sửa sai rồi, cha còn nhắc làm gì? Ông đứng dậy, quay xuống nhà dưới gọi vợ. "Bà ơi, lấy mớ thuốc kinh ninh với bao gạo và cá khô gửi cho mấy đứa nó." Anh Hai lắc đầu khoác súng lên vai, vì biết đó là dấu hiệu cha muốn anh trở vào rừng. Chỉ anh Ba anh Năm lâu lâu về thăm nhà, mang cho nhà rất nhiều cơm sấy đồ hộp những món này cả nhà không ai đụng đến. Mẹ anh giấu trong bổ lúa để có dịp thì mang vào rừng tiếp tế cho anh hai với anh Tư. Anh ba anh Năm biết chuyện đấy nhưng không nói gì. Anh ba còn nói với mẹ. Tội nghiệp anh hai với thằng Tư ở trong rừng thiếu thốn đủ thứ. Anh ba và anh Năm không khuyên cha điều gì mà còn ủng hộ chuyện trốn lính của Sơn. Có lần anh ba nói với Sơn nếu có cơ hội ấy, thì trốn đi lính em nhé chẳng dạy gì mà chết lãng nhách ấy anh năm chỉ hơn sơn có bốn tuổi ngày đi lính còn trẻ măng mẹ khóc cha lặng lẽ hút thuốc cẩm lệ cha mẹ thương các con nhưng bất lực trước cuộc chiến đã như dòng nước lũ cuốn đi tất cả tài sản cả hữu hình và vô hình của người nông dân tình thương ông bà dành cho các con như nhau nhưng anh ba và anh năm đi lính Cộng Hòa nên sướng hơn. Còn anh hai và anh tư ở trong rừng cực khổ nên cha mẹ luôn tìm cách tiếp tế. Cha đục cán rửa, bỏ thuốc kỳ ninh đá lửa vào bên trong để giấu mang vào núi tiếp tế. Mấy anh viết giấy ghi công thì ông không nhận. Ông nói, tôi gửi cho mấy thằng con trai của tôi, chứ công trạng gì mà các anh ghi công. Mẹ thì giấu vài ca kỳ cơm sấy đồ hộp trong cái gùi hai đáy để mang vào núi. Quê Sơn, ít người xài gùi, chỉ mẹ sử dụng thôi. Bà vốn là người dân tộc Trăm với tên thời con gái của bà là Ma Ly. Người dân quê không hiểu ma họ của người Trăm, nhưng nghe chữ ma có vẻ không hay, họ bèn đổi lại là Kha Ly. Đến khi làm căn cước cho bà, cũng lấy tên Kali. Bà không được học hành, đi ở cho nhà ông bà quản trạm từ năm mới 15 tuổi. Sau khi mẹ qua đời, cha ốm đau liên miên và khi bà lấy chồng ít năm thì cha cũng theo mẹ về với ông bà tổ tiên. Nhan sắc mặn mà của Kali, cô gái chăm đã khiến ruộng say đắm ngay từ khi bà mới đặt chân đến nhà ông bà quản biết mối tình của hai người nên ông quản trạm đã tác hợp khi bà vừa tròn 17 tuổi. Khi lấy chồng, mọi người gọi theo tên chồng bà là bà Hai Ruộng. Dân quê vẫn gọi chồng bà là ông Ruộng. Bà vẫn giữ thói quen sinh hoạt mang gùi và mặc váy kiểu người Trăm nên mọi người thấy bình thường. Ông ruộng đan cho vợ cái gùi mây hai đáy để giấu đồ tiếp tế. Thực ra là để qua mắt lính ngoại quốc, chứ mấy anh địa phương quân thì biết hết, nhưng mà họ lờ đi. Quê có chuyện vui như thế này. Mấy anh lính đứng gác cầu giao thủy, khi thấy Lục Bình Trôi bèn chĩa súng hỏi. Lục Bình Trôi hay Việt Cộng Trôi? Đám Lục Bình trả lời, Việt Cộng Trôi. Anh lính rục, Việt Cộng thì trôi nhanh nhanh đi, không để tụi Mỹ nó tới toàn anh em trong xóm cả có hôm đám rỗ của dòng họ thấy có cả lính của hai bên cùng về ăn xong đường ai nấy đi kẻ vào rừng người trở lại đơn vị sơn chưa tới tuổi để hiểu được chuyện chiến tranh ông ruộng họ cho con xe đứng lại ông nhìn về phía núi chúa những đám mây trắng bềnh bồng từ ngọn núi xanh thẳm tràn xuống cả chân tháp tràm vùng cố đô của vương quốc chiêm thành trên đất quảng nam tạo nên khung cảnh thanh bình giả tạo đến nao lòng dưới chân đám mây trắng những tia nắng mặt trời buổi chiều vạch tía đỏ sẫm như những vệt máu ông ruộng rùng mình nhớ lại cái chết của người bạn ông ruộng và ông xí chơi với nhau từ thủa chăn trâu cắt cỏ họ lớn lên như cỏ cây trên quê hương miền trung nghèo khó với làn da đen mốc như những gốc cây mắc trong kẹt đá, u uẩn run rẩy và gồ ghề. Đêm trước khi ông Xí chết bởi viên đạn xuyên qua đầu, ông Xí đã nói chuyện với ông ruộng cả đêm bên ấm trẻ xanh. Ông đã chứng kiến nhiều cái chết bởi cuộc chiến tàn bạo trên quê hương ông. Nhưng cái chết của Nguyễn Sĩ ám ảnh ông mãi. Cứ mỗi khi dừng đường cày, nhìn những vệt nắng nhuộm đỏ sẫm đám mây trắng cuối chân trời, ông lại nhớ cái chết của bạn ác chi mà ác như rứa anh hai bao giờ ông xí cũng mở đầu câu chuyện bằng câu như rứa ông ném phịch cái cuốc xuống sân nói với ông ruộng cho bát nước chè anh hai có sẵn đây rồi ông ruộng bê ra sân cái ấm được ủ trong vỏ dừa rót ra bát sành dòng nước chè xanh vàng sánh chè được vợ ông bứt những đọt non của hàng chè trồng quanh khu vườn nhỏ. Vừa rót ông ruộng vừa hỏi ông xí. Chưa anh đi mô về rưa, chuyện chi mà ác. Đi trồn người chết cho đêm mô, lính đại hàn với du kích đánh nhau, lính chết bao nhiêu không biết vì họ lấy xác đi hết. Còn bà con mình chết như dạ ở dưới gò làng tề. Ui, rưa à! Thế anh hai không biết chi à? Tôi đi kiếm ít cây trên rùi chiêng về tính làm lại cái nhà. Về từ hồi trưa, ngủ như chết tới trừ có biết chi mô. Vợ tôi thấy tôi mệt cũng không kêu. Rưa mà anh không kêu tôi phụ với bà con. cái tụi đại hàn nó ác ghê quá anh à. Hôm qua trời mưa lâm râm. Bà tư mía thấy tụi nó hành quân vô tháp. Bà đếm kỹ thấy tụi nó đi ba chục đứa rồi về cũng ba chục đứa mới báo cho thằng con trong núi biết tối nó dẫn quân về làng lấy gạo không ngờ đụng cái bọn đại hàn bắn chết mấy đứa nhưng nhờ có quân tiếp viện đằng sau nên cũng bắn chết một đám đại hàn tụi còn lại tức máu ria súng vô nhà dân bắn chết hết gần chục người bà con của mình đó anh ủa tụi nó đi ba mươi về ba mươi thì lính phục kích ở đâu ra? Thì rưa mới nói, tụi nó chùm bông xô, cứ một thằng công một thằng vô tháp bỏ lại, nên bà mía Tường chỉ có ba chục thằng. Mà mấy ông Việt Cộng cũng ghê thiệt, nghe nói tụi Đại Hàn bắn được đâu hai ba ông, còn mấy ông bắn tụi Đại Hàn chết cả chục thằng, á, nên tụi đó mới nổi khùng đó anh. Ngưng kể, Ông xí vừa nâng bắt trẻ lên vừa hỏi. Mấy thằng con anh có tin chi không? Ừ, khổ thiệt đó. Tôi trông cho hết chiến tranh, bên mô thắng cũng được. Hết chiến tranh mới hết khổ anh à. Bốn thằng con tôi theo hai phe đụng trận bắn nhau trí tử. Mà cha chúng nó chứ, cùng người trong bụng mẹ chui ra mà. Nó bắn nhau y như kẻ thù. Thằng mô cũng nói lý tưởng, lý tưởng mệt. Ông hậm hực uống hết nước chè trong bát mình, rồi hỏi bạn. Còn thằng Nguyễn đó con anh cũng theo mấy ổng ở trong núi anh có tin tức gì không? Ông xí chậm rãi uống ngụm nước chè xanh chát, rồi thủng thẳng nói. Nó, nó mò về hoài, nghe than khổ lắm, đói lắm, đói ăn, để sốt rét, ghẻ chốc, đủ thứ bệnh tôi bảo hay là trốn về nó sừng sộ với tôi là không có lập trường không ủng hộ cuộc chiến giải phóng dân tộc lúc này nó nói trôi chảy và nhiều chữ nghĩa lắm chứ không nói lắp bắp như hồi nhỏ nó bảo được cách mạng cho nó đi học mấy lớp tập huấn gì đó nó nói một thôi một hồi tôi chẳng hiểu mô tê chi cả chỉ nhớ câu cuối cùng là cách mạng cần gạo nhiều để đánh mỹ hưa là tôi kêu mẹ nó đổ đầy ruột tượng cho nó mang đi. Ông ruộng phì cười vì cách kể về thằng con tưng tửng của người bạn. Ông ruộng và ông xí đều mồ côi cả cha lẫn mẹ từ năm lên 10 tuổi. Cha mẹ của hai ông cũng là bạn từ xưa, không có ruộng vườn, sống bằng nghề đốt than hoa dưới chân tháp. Tờ mờ sáng, mỗi người quẩy đôi bầu một cái dựa và cái cuốc ngắn Tới rừng, hai bà đào hố, hai ông đốn củi chất xuống hố, đốt lên. Đầu chiều, dập lửa, lấy than gánh về. Hôm sau, họ gánh than ra đi bộ hơn chục cây số xuống chợ Dương Dương bán than mua gạo, mắm về nuôi con. Mỗi tháng đốt than 15 ngày, được 30 gánh than, hàng vạn cây rừng gục xuống bởi hai lưỡi dựa bén ngọt của họ để đổi lấy mấy bữa cơm hai phần khoai sắn. Mỗi lần du con, tức du ông ruộng, cha ông hay hát. Gánh nghèo cha đổ lên non, cong lưng mà chạy, nghèo còn theo sau. Đận năm 1945, chính quyền Việt Minh tiếp quản phát động phong trào diệt giặc rốt. Muốn đi chợ Trương Dương phải biết chữ mới qua được cái cổng xóa mù. Bà con đi chợ Trương Dương ai không biết chữ vô phương trở về. Dù phong trào bình dân học vụ tổ chức khắp nơi, nhưng cha mẹ hai ông có thời gian đâu mà học chữ quốc ngữ. Ngày đốt than thì đi từ tờ mờ sáng đến tối mịt mới về. Ngày chạy chợ cũng đi từ nửa khuya đến tối mịt mới về. Cha của ruộng vốn là con ông tú tài, biết nhiều chữ nho, ông tú tài chỉ lo ăn chơi đến khánh kiệt trắng lo dạy con cái cha ruộng biết được ít chữ nho chứ không biết chữ quốc ngữ nhưng ông là người nhanh trí lại thuộc nhiều câu ca dao nên chỉ vài ngày nhận mặt chữ quốc ngữ là ông biết đọc ngay mỗi lần tới chợ ông không chỉ đọc mấy chữ theo quy định mà còn đọc thêm cả hò khoan thanh tục đủ thứ khiến mấy anh cán bộ cười ngả nghiêng thích chí lắm và nhờ vậy cha của ông xí theo sau chả cần biết chữ cũng được vào chợ chợ trương dương thuộc thôn phú đông xã điện quang thị xã điện bàn tỉnh quảng nam thời ấy trương dương là chợ lớn trong vùng người mua kẻ bán tấp nập có vị trí thuận lợi về giao thông đường thủy từ a đông xuống tới chợ phải đi hồi gà gáy canh một đến tờ mờ sáng mới tới. Người trên núi mang than củi xuống bán, rồi mua cá mắm về núi bán lại hoặc ăn dần. Chợ nầm nượp, cá tươi giói, mắm thơm lừng. Cả hai còn nhớ mãi ngày bồng 8 tháng 8 năm Đinh Hợi, tức là ngày 22 tháng 9 năm 1947. Cái ngày thật đẹp, còn một tuần nữa là đến Trung Thu thầy Thanh đã gọi các em trở lại đình làng để học tiếp lớp 3 mà thầy cho tạm nghỉ từ dạo giặc Pháp quay lại bắn phá hồi đầu mùa xuân. Cha mẹ của hai ông cho phép hai con cùng theo đi chợ Trương Dương. Đêm trước, nghe mẹ nói với cha, Ông à, đằng nào cũng phải cho con đi học lại kiếm cái chữ... Hơn 10 tuổi đầu rồi mà cứ để con rốt sao được. Mấy con gà nó nuôi cũng đã lớn. Mai mình cho nó theo mang ra chợ Trương Dương bán, mua sắm đồ đi học. Ừ, biểu thằng ruộng ngủ sớm khuya đi với mình. Người ta học thì mình cũng cho con học chứ. Chữ nghĩa quan trọng cái đích gì. Càng học nhiều càng dễ hư hỏng. Chứ báu cái gì. À, ông giận cha rồi nói rứa à chứ người qua chữ cũng hay hơn người rốt chứ ừ. nghe cha mẹ nói chuyện ruộng chạy qua nhà báo tin cho xí ai dè xí cũng đang bắt nhốt gà để mai đi với cha mẹ hai bạn trẻ khá hí hửng vì lần đầu được đi chợ xa nghe nói ở đó bán đủ thứ có cả kẹo tây chứ không chỉ kẹo ú và các loại bánh quê như là ở chợ la tháp nửa đêm trăng non như lưỡi liềm nhô lên quá đỉnh núi chúa do ánh sáng mờ ảo xuống cánh đồng lấp lánh màu bạc dưới cơn gió nhẹ lúa phả hương ngan ngát con cái trầu mắc câu quẫy ồn ồn dưới chân giả ruộng nhớ hồi chiều nó cắm mấy chục cần bên đám ruộng trước nhà giờ cá đi ăn đêm mắc câu nhưng kệ chiều về rồi tính dù ngủ chưa đủ giấc đã được cha mẹ gọi dậy nhưng hai đứa trẻ tỉnh táo và hồ hởi chợ trương dương kẻ bán người mua tấp nập chợ trong vùng cách mạng xung quanh có giao thông hào tầm mặt trời lên được hai con sào bỗng có tiếng còi báo động mọi người nháo nhác chưa kịp tìm chỗ nấp thì mấy chiếc máy bay phành phạch phành phạch xả đạn xuống đám đông tiếng la hét gào khóc vang động cả một vùng bắn xong đợt đầu, máy bay của Pháp bay ra biển. Những người còn sống trồm dậy cứu mấy người bị thương. Mẹ của ruộng đẩy xác chồng qua một bên để gào tìm con trai. Ruộng ơi! Con ở đâu? Ruộng! Ruộng ơi! Nghe tiếng mẹ trồm lên chưa kịp chạy về phía mẹ thì tiếng máy bay, bay gầm rú xả xuống chợ lần thứ hai người đàn bà bị trúng đạn chới với đưa hai tay về phía con trai khi máy bay bỏ đi thì ruộng và xí mới dám chạy tìm cha mẹ mình tất cả đã chết hết chỉ hai cậu bé bị lấp dưới xác của người lớn là còn sống người bê bết máu sau hai lần bắn phá chợ trương dương biến thành một biển máu hàng trăm người đã chết oan ức trong vụ thảm sát này. Nhiều người trong số họ ở xa đến, nên không rõ họ tên, không có thân nhân. Thi thể họ được nhân dân thôn Phú Đông chôn cất ở Giao Thông Hào gần chợ. Nguyễn Xí và Trần Duộng được mọi người đưa về làng cùng xác của cha mẹ. Từ đó, hai đứa trẻ được ông Quản Trạm nhận về nuôi. Quản Trạm là địa chủ trong làng trong nhà có tiền buôn bạc ức ruộng cỏ bay thẳng cánh châu bò cả đàn hồi đập thạch bàn mới được người pháp xây dựng xong cho dân thầu ông quản trạm nhờ đi lính khố xanh có ít vốn liếng và biết tiếng pháp nên đã trúng thầu nhờ thầu đập ông trạm bán nước cho dân làng phú đa và a đông nên giàu có và bỏ tiền mua chức cửu phẩm cho người cha để nở mày nở mặt với dòng họ và cũng để rửa nhục cho cha. Ông quản trạm tên là Trần Văn Tạm, con ông Trần Văn Cư. Ở quê ông có câu, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Quả nhiên, tộc Trần Văn của ông giàu mấy đời liền, nhưng đến đời cha ông lại nghèo kiết xác phải làm thuê mướn cho người của tộc trần viết ông trần văn cư không ruộng nương gì nên đặt tên con là tạm ý là ở tạm xứ này chứ sau này sẽ bỏ đi xứ khác lập nghiệp nhà nghèo không tiền đóng thuế thân phải cho con trai đăng lính khổ sai khi đăng lính người ghi danh nghe không rõ nên ghi tạm thành trạm Ông không thích cái tên này chút nào vì dân quê ông đọc chạm thành trộm. Nhưng lỡ giấy trắng bực đen rồi làm sao mà sửa. Người dân quê vừa quý vừa sợ ông nên khi đọc tên ông họ cố sửa thành trọm nghe rất buồn cười. Cho đến khi có con gái đầu ông nghe lời vợ đặt tên Trang vì bà thích hoa Trang là một loài hoa dân dã mọc đầy trên núi chúa. Theo tục lệ ở quê thì gọi tên cha mẹ theo con đầu lòng, nhưng khi gọi ông là Quản Trang, nghe nó cũng không thuận, vì Quản Trang là người trông coi nghĩa trang, cũng kỳ, nên mọi người đành gọi tên cũ của ông là ông Quản Trọng. Giết rồi thành quen, ông cũng không để ý nữa. Khi chạm trở thành lính thì người cha ở nhà được cấp ba mẫu bình điền để trồng trọt bản thân ông mỗi năm được hơn 70 đồng đông dương, nên nhà cửa có của ăn của để. Lúc đệ nhất thế chiến xảy ra, ông được thăng chức phó quản. Lúc đó là chức cao nhất cho lính Việt Nam trong quân đội Pháp. Lương một năm 352 đồng bạc đông dương. Ông được đưa qua Pháp đi đánh nhau tận châu Âu. Lúc giải ngũ về quê, ông mang theo số tiền khá lớn, được dân làng gọi theo chức vụ trong quân đội Pháp là ông Quản. Ông là người duy nhất trong làng theo đạo công giáo và rất sùng đạo. Hàng tuần, ông đều cưỡi ngựa xuống nhà thờ Trà Kiệu, cách làng hơn hai chục cây số để tham dự thánh lễ. Ông kể, Hồi đi lính bên Pháp, nhờ được người bạn lính tặng cho bức tượng Đức Mẹ và dạy ông cầu nguyện, nhờ đức mẹ che chở nên ông tai qua nạn khỏi và cải đạo từ đó ông còn khoe mình được rửa tội nhà thờ đức bà ngay giữa thủ đô ba lê của nước phú lãng xa văn minh nhờ có tiền ông quản trạm mua hết ruộng đất của ông tú mại trước khi ông trạm đăng lính khố xanh ông tú mại đời thứ bảy của tộc trần viết là địa chủ ruộng cỏ bay thẳng cánh chó chạy ngay đuôi nhưng ông tú thi rớt trưởng ba bất đắc dĩ đâm ra mê bài bạc và hát bội nên ruộng vườn lần lượt bán hết cả cho ông trạm tới khi ông tú gục chết trên chiếu bạc thì thằng con độc đinh là trần viết nhiên cha của ruộng phải đi làm thuê cho quản trạm sau dân làng dè biểu quá, ông Nhiên bỏ nhà ông Trạm đi đốt than và bị tây thả bom chết ở chợ Trương Dương. Sau cái chết của vợ chồng ông Nhiên, con ông Tú Mại, ông quản Trạm nghĩ Ruộng là cháu của ông Tú Tài chữ nghĩa đầy mình mà cha nó hơn ông nội nên không thèm đặt tên chữ nghĩa. Khi làm giấy tờ cho Ruộng đi học, ông đổi thành Trần Viết Điền cho văn vẻ chút chút là điền chủ lớn nhưng xuất thân nghèo khổ ông trạm rất thương nông dân ông nuôi nhiều trẻ mồ côi mà cha mẹ đã mất trong cuộc chiến khi những đứa trẻ khôn lớn ông thường cho mỗi đứa xảo ruộng với một góc tư con trâu một góc tư có nghĩa là người nuôi nếu nuôi trâu đẻ được con nghé thì sẽ được hẳn con nghé và trả con trâu lại cho ông riêng ruộng ông nhận làm con nuôi phần vì có quan hệ từ thời ông nội và cũng vì đã có công cứu con trai của ông nên khi ra riêng ruộng được chia nhiều hơn nguyễn xí ruộng được chia cho nửa mẫu ruộng tốt chỗ khe đá lan và cặp châu tuy vậy hai người bạn vẫn thân nhau như hồi xưa họ gắn kết với nhau bởi cái chết quá bi thảm của cha mẹ mình cặp châu của ông ruộng có con trâu đực cầy rất khỏe và thường ông cho ông xí mượn trâu để cày. Con trâu đực của ông ruộng là con xe và Nguyễn Xí đã chết dưới chân con xe này vào một buổi hoàng hôn rực nắng ở cánh đồng gần khe đá lan. Hàng trăm quả đạn pháo từ hướng bưng mua rót vào sân bay quân sự nằm ở bên lờ của dòng sông. Khi pháo kích kết thúc, cả thị xã Thủ Biên chìm trong tiếng khóc than chìm trong tiếng tụng kinh chìm trong mùi nhang khói mùi khét lẹt của những xác người trúng đạn pháo tạo nên thứ mùi khủng khiếp của chiến tranh mà bất kỳ ai chưa từng trải qua không thể mãi mãi không thể hình dung được những đoàn xe chở tử sĩ những đoàn xe chở lính người việt lính mỹ đại hàn phi luật tân và cả lính thái lan chạy sầm sập trên các đường phố bưng mua thành vùng oanh kích tự do sau đợt quân đội miền Bắc tấn công sân bay quân sự lớn nhất miền Đông Nam Phần. Đứng trên lầu cao của căn nhà sứ đạo Tân Ba, có thể thấy những quả bom đen chuỗi thả xuống một cách lạnh lùng. Bọn trẻ hay kéo nhau lên lầu xem thả bom vì chúng không biết ở bên dưới những quả bom ấy có thể có những con người thịt nát xương tan. Mẹ Trang nhất quyết không dọn đi nơi khác vì người con trai của mẹ đã tử trận trong chiến dịch mậu thân và thi hài được đồng đội đưa về cho bà để chôn trong khu rẫy của mình đi rồi ai nhang khói cho con bà chỉ một câu đáp trả như vậy mỗi khi chồng bà thuyết phục bà rời bưng mua trước khi trở thành vùng oanh kích tự do chính quyền cho trực thăng phát loa và thả truyền đơn như bươm bướm, bướm nhưng mẹ trang bỏ ngoài mắt ngoài tai suốt ngày bà ngồi bên bộ con trai trang biết tin về cái chết của cha mẹ trong một ngày sau khi cô tiễn người yêu ra trận cô nhận được tin kinh hoàng ấy khi hương vị của nụ hôn đầu đời mà trần văn tâm đặt trên môi cô vẫn còn phảng phất nụ hôn của tình nhân trao cho nhau bên bờ sông đầy gió và mùi hương của hoa bưởi nụ hôn tiễn người tình ra trận đối diện với cái chết hoàn toàn khác với nụ hôn của người vợ hôn chồng vào mỗi buổi sáng khi anh ta xách cặp đi làm và chiều về trong sự bình yên nụ hôn thời chiến có vị ngọt của tình yêu vị đắng của biệt ly vị mặn của nước mắt trần văn tâm và trang đã hôn nhau nụ hôn môi duy nhất trong cuộc tình của mình vì từ đó về sau dù có qua tay nhiều người đàn ông nhưng trang nhất quyết không cho ai chạm vào môi mình chỉ mình trần văn tâm được chạm vào môi của cô đôi mắt của trang đã trở thành bàn thờ của người tình mãi mãi chỉ một người và một nụ hôi trên môi em dành cho anh trong suốt cuộc đời em cô đã thầm thì như vậy bên linh cữu Trần Văn Tâm sau này, Trang nhận được tin cha mẹ mình chết khi cô còn chưa quên được nụ hôn của Trần Văn Tâm. Buổi sáng đẹp trời, cô đang ngồi bên bờ sông ngắm những rề lục bình trôi vô định về phía hạ lưu, thì Hùng hippie đỗ xịch xe Honda và kêu tên cô một cách thảng thốt: "Trang ơi, Trang ơi!" tiếng kêu của hùng khiến trang linh cảm có điều không hay chưa bao giờ hùng kêu tên cô như vậy vì anh chỉ thường gọi cô là con nhỏ nhà quê kia trang run rẩy đứng lên khi nhìn thấy gương mặt khác thường của hùng hùng nói như gió thoảng lên xe hùng chở đi chiếc honda 67 xoáy nòng xé gió phóng đi về phía bưng mua trang không kịp nghĩ gì cho đến khi hùng dừng xe trước con suối lớn và trang nhìn thấy bên kia suối là đống đổ nát của ngôi nhà tranh thân thương trong tuổi thơ của cô trang quỵ xuống ngay gốc cây nơi mà ngày xưa cha đã đặt cô xuống sau khi cõng qua suối và quay lại vác cái xe đạp trang gần như ngất xỉu hùng dựng xe và ẵm trang qua suối trang khóc ngất trong khi Hùng gom nhặt thi thể của cha mẹ cô. Chỉ một lát sau, có tiếng lao sao bên kia suối. Đám bạn học có Sơn và Diễm. Những người lớn do ông Tư dẫn đầu xuất hiện. Trang mụ người. Cô không nhìn thấy gì cả. Mọi người nhanh chóng gom những phần thân thể đã bị quả bom quăng vung vãi. Ông Tư vừa bó hai thi thể vào hai chiếc chiếu vừa nói cũng may là quả bom không nổ trúng ngay nhà nếu không thì ông bỏ lửng câu nói bà mười thì lặng lẽ đốt nhang và giấy tiền vàng mã lầm rầm khấn anh chị sống khôn thác thiêng để bà con mang về diễm ôm chặt trang và khóc theo trang khi mọi người qua bên kia suối hùng và sơn mới dìu hai bạn gái theo Diễm phải ngồi sau xe hùng để ôm Trang rời bưng mua. Đám tang của cha mẹ Trang được tổ chức tại nhà thờ Tân Ba và an táng nghĩa Trang nhà xứ. Mọi người lo tang lễ cho cha mẹ Trang, quỳ khi mọi người quỳ. Trang đọc kinh như mọi người đọc kinh. Trang thả đất xuống mồ như mọi người thả đất. Sơn và Diễm luôn ở sát bên để lo lắng cho cô sau đám tang diễm đưa trang về nhà nhờ mẹ mình chăm sóc sau một tuần nằm vùi trang trở lại trường học nhưng những con chữ không thể vào được trong đầu cô những bài giảng của thầy cô trôi qua ngoài cửa sổ hình ảnh cha mẹ cô cứ lẩn quất trên các tàng cây phượng vĩ đêm đêm cô lại giật mình vì người cha khắc khổ với cái bao tời trên vai băng qua con suối mùa mưa nước đỏ ngầu như máu nhiều đêm, cô mơ thấy cha mình bị cuốn đi bềnh bồng trên dòng nước mà không chới với không kêu la và chỉ đôi mắt nhìn Trang yêu thương. Niềm hy vọng cuối cùng Trang bấu víu là tình yêu của Trần Văn Tâm. Tâm đã yêu cô ngay từ đầu năm cô học lớp 10, nhưng anh không nói ra. Cho mãi tới khi anh ở chiến trường, cô mới nhận được bức thư anh tỏ tình với cô và ngày về phép đầu tiên sau một năm đối diện với sanh tử anh và cô mới có nụ hôn đầu tiên bên bờ sông đầy gió và mùi hương hoa bưởi cô nhớ cái hôm ấy anh sĩ quan viết bông mai trên ve áo quần áo rằn ri lính ủi hồ thẳng cứng mũ đồi đỏ cánh tay áo sắn quá khuỷu khoe bắp tay khỏe mạnh anh mang đôi giày nhà binh bóng lộn đi cùng cô gái áo dài màu xanh, có đôi mắt to đen láy buồn thăm thẳm. Họ đi dạo trên con đường ven sông dẫn ra Củ Lao. Hàng gừa dại ở miền Trung nơi anh đi lính, người dân gọi là cây si, bị bên lở dòng sông xói mòn, lộ ra bộ rễ trắng xóa. Bầy chim ăn trái gừa, lâu lâu chúng đánh rơi một trái xuống mặt nước, làm bầy cá sặc cá lòng tong đang rỉa mồi giật mình giạt ra lâu lâu thì đoàn tàu đi qua tiếng bánh sắt nghiến lên đường ray trở thành âm thanh quen thuộc và vui tươi đối với người dân quanh đây không như ở miền trung chỉ phía bên bồi mới phồn thịnh con sông miền đông lại nhộn nhịp bên lở phía bên lở của dòng sông là thị xã ồn ào nhưng chỉ qua cây cầu sắt là miền quê khá yên ả cây cầu do người Pháp xây dựng, cho đàn tàu Bắc Nam chạy qua tạo ra tiếng động không vững chắc. Người dân miền Nam gọi là cầu gành, sau này người miền ngoài vào mới gọi là cầu gành. Khung cảnh vùng Củ Lao Thanh Bình và người dân hiền hòa như thời mở cõi 300 năm trước. Hải tầm thích vùng này, vì ngoài sự yên bình, không gian còn tràn ngập hương hoa bưởi mà người dân trồng trong các khu vườn ven sông. Hai tâm nhớ lại rành rọt lời của thầy Trương, người thầy dạy sử trước khi ông đăng lính trong đợt tổng động viên sau Tết Mậu Thân 1968 và tử trận ở chiến trường miền Trung trong trận đánh đầu tiên. Thầy đã truyền cho anh lý tưởng bảo vệ chính thể tự do. Từ những bài dạy của thầy mà anh biết vùng đất này chính thức sáp nhập vào nước Đại Việt ta từ năm kỷ mùi 1679. Khi ấy, dưới đời chúa hiền Nguyễn Phước Tần, Trần Thượng Xuyên dẫn ba ngàn quân tướng nhà Minh chạy về phương Nam lánh nhà Thanh, được chúa Nguyễn cho phép khai phá phương Nam. Đến vùng sông nước mênh mông, cây cối xanh tốt, nai ăn cỏ từng đàn trên bờ, cá bơi lành mặt nước, đất lành chim đậu trần thượng xuyên cho dừng quân tại ngã ba sông này và lập ra xã thanh hà có nghĩa là sông nước trong cuộc di dân với quy mô lớn của cộng đồng người hoa đã để lại cho mảnh đất củ lao nhiều di sản quý báu mà một trong những di sản ấy còn tồn tại đến ngày nay là chùa ông chùa ông nguyên thủy là miếu quan đế thờ quan công và các vị tổ của các nghề cổ như nghề mộc nghề nông nghề đá ngày nay chùa ông còn có tên chữ là Thất Phủ Cổ Miếu. Đây là ngôi chùa được ông nội của Trịnh Hoài Đức xây dựng trước nhất ở miền Nam vào khoảng năm 1684. Chùa ông được xây dựng theo kiến trúc hình chữ khẩu. Bên ngoài chùa là cả một công trình độc đáo các tượng gốm men xanh về các đề tài như hát bội hát tuồng, múa hát cung đình, tượng ông Nhật bà Nguyệt, thêm vào đó các tạo tác bằng đá ở mặt tiền chùa do thợ đá bửu long tạo ra đã tạo nên kiểu thức đặc trưng cho kiến trúc minh hương trên vùng đất nam phần trở thành một nơi thờ tự tín ngưỡng với kiến trúc khá độc đáo trong vòng vài mươi năm nhờ tài tháo vát trần thượng xuyên cùng đồng bào hoa việt mở mang đường xá xây nhiều phố phường lập thương cảng sầm uất cảnh phồn thịnh của Củ Lao Phố lúc bấy giờ được sách Đại Nam Nhất Thống Chí ghi lại. Nhà ngói, vách vôi, lầu quá đôi tầng rực rỡ trên bờ sông, liền lạc năm dặm và phân hoạch làm ba nhai lộ. Nhai lớn giữa phố lót đá trắng, nhai ngang lót đá ông, nhai nhỏ lót đá xanh. Cuộc di dân của những người Hoa đến củ lao không chỉ tạo ra vùng nông đại đại phố sầm uất mà cuộc phối ngẫu đẹp đẽ ấy còn để lại cho đất nước những con người xuất sắc. Một trong những con người được sinh ra bởi cuộc hôn nhân hoa việt ấy chính là Trịnh Hoài Đức. Người đã để lại tác phẩm bất hủ Gia Định Thành Thông Chí. Trịnh Hoài Đức sinh năm Ất Dậu 1765 tại Bình Phước Biên Hòa, tự chỉ Sơn hiệu Cấn Trai năm 1775, cha qua đời khi ông mới 10 tuổi. Mẹ ông đem con về Trấn Phiên An, tức là gia định sinh sống. Đến năm 1782, bà cho con đến thọ giáo, nhà giáo dục nổi tiếng thời bấy giờ là Võ Trường Toản. Khi quân Tây Sơn vào đánh đất gia định, thì ông lánh nạn sang chân Lạp, tức là Campuchia ngày nay. Năm 1788, ông thi đỗ và được nhà Nguyễn bổ chức Hàn lâm viện chế cáo, ngày càng được vua Gia Long trọng dụng. Ông lần lượt giữ nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình nhà Nguyễn và thẳng tiến trên hoạn lộ. Chi huyện phủ Tân Bình, Đông cung thị giảng lo việc giảng dạy cho hoàng tử, rồi được phong hiệp bộ thượng thư, thượng thư bộ hộ, thượng thư bộ lại, tổng trấn Gia Đình có thời Trịnh Hoài Đức được cử làm thượng thư của cả hai bộ, bộ Lại và bộ binh. Nhiều lần ông được cử làm tránh sứ sang Trung Quốc. Ông mất năm ất dậu 1825 hưởng thọ tròn 60 tuổi. Đương thời vua Minh Mạng vô cùng thương tiếc, chuyển bãi chầu ba ngày, truy phong thiếu phó cần tránh diện đại học sĩ thi hải ông được rước từ kinh đô huế vào biên hòa do hoàng thân biên hoàng trực tiếp đứng ra tổ chức rồi đưa tận về quê hương bình trước an táng ghi nhận công lao to lớn và tấm gương thanh khiết của trịnh hoài đức trải bao đời người dân đã tỏ một lòng tôn kính và biết ơn ông sinh thời tuy làm quan to nhưng trịnh hoài đức nổi tiếng là thanh liêm suốt đời sống thanh bạch mang cốt cách của một nhà nho, nhà nghệ sĩ lớn. Cùng với Lê Quang Định và Ngô Nhân Tịnh, Trịnh Hoài Đức lập ra nhóm Bình Dương Thị Xã, được người đời xưng tụng là Gia Định Tam Gia. Ông để lại hai tập thơ, Cấn Trai Thi Tập và Bắc Sứ Thi Tập, làm trong thời gian đi sứ Trung Quốc. Ông mất, theo ước nguyện của ông, Di Hài được an táng tại quê mẹ. hai người trẻ tuổi đi trên con đường đầy cây xanh đi giữa những khu mộ cổ và dòng sông thơ mộng khung cảnh đầy vẻ hoang sơ gợi nhớ về một thời mở đất thật may mắn khi cuộc sống hiện đại chưa đụng chạm nhiều đến thế giới lặng im ở nơi này không biết người dưới mộ là những ai có phải là những người trong đoàn quân nam tiến thủa sơ hay không trần văn tâm tự hỏi anh kể chuyện chiến trường cho em nghe đi trang lên tiếng cắt đứt hồi ức về dòng lịch sử đang chảy trong đầu anh anh đã từng gặp một nữ du kích xinh đẹp như em trong vùng tiếp thu vào một buổi chiều mùa hè khi những ngọn đồi miền trung nở hoa tím ngát trung đội anh nhảy dù xuống vùng đức dục để chiếm lại các cứ điểm trang tròn mắt nhìn anh ngây thơ hỏi cô ấy có bắn anh không? Cô ấy bị thương, nằm giữa những bụi sim già, cây súng kể bên. Cô ấy không đặt tay lên cò súng. Sau trận đánh chiếm lại cứ điểm trên đồi cao, trung đội của anh gần một đêm chiến đấu đã đánh giạt một trung đội địch quân. Một số bị bắn chết, một số rút lui về hướng núi chúa. Cô du kích này bị thương ở ngọn đồi nhỏ gần ngọn đồi lớn là chiến trường chính trời sáng anh là trung đội trưởng nên cùng cậu lính truyền tin và một chiến sĩ lùng sục các bụi sim bỗng anh nghe thấy tiếng rên nho nhỏ phát ra từ bụi sim già nước nước cậu lính đi cùng chĩa súng về hướng đó tính bắn anh đưa tay gạt ra và bảo để xem đã và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết từ giờ thứ sáu đến giờ thứ 9 của nhà văn Nguyễn Một. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết trong buổi đọc truyện tiếp theo. Chương trình đọc truyện dài kỳ xin dừng tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.